Đây là ná SK1 mini được sầu cover lock thiết kế, thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Rồi, hello mọi người, đến với kênh sầu cover lock nha mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục đi gặp bãi đá, đi mò hải sản nha mọi người. Này mấy ngày này mình mò kiếm một mớ coi gì là lạ nướng sinh tồn ở mỏm đá ngoài Nam Du nha mọi người. Ở đây rất là đẹp. Thì bây giờ mình phải đi sau tem của xanh tóc dài và tiền B, nên mình đi cái này rất là đau giò. Để mình đeo lên đầu đi, để cho nó ok, để nhanh chút xíu mọi người. Kêu tụi nó ai? Sớm về quần quần trên đảo kiếm mấy con cầm ghi nhưng mà thất bại mọi người. Giờ phải vòng qua đây để mà sinh tồn. Để hồi quay cho mọi người coi, hồi đó có lấy có lặn nước nữa để bắt một bắt con này con kia cho mọi người coi. Giờ mình qua đây mình xác định cái vị trí của ma ổng ở đâu. Mày ơi, không biết ở đâu mình phát hiện cô B mọi người. Không phải qua vách đá này nè. Trời, đi gì mà đi dữ không biết. Leo đổ hồi hộp ra. Đá này nó bén lắm mọi người, lủng tay chân. Đá này sống với cái bén ngót. Mang dài dép thì phải dài dép dài dày mới được. Lủng hết trơn luôn. Quá trời. Ở đây nè mọi người, thấy khói đây kìa. Trời ơi, như trong phim vậy đó. Ráng chút xíu nè mọi người. Rồi hiện tại là tập trung đây mà bị lạc hết người rồi. Bị lạc hết thằng rồi. Thấy chim, vượt chim à. Lạc hết thằng rồi. Lạc hết người rồi. Ăn đại đói, tay gùng dữ rồi. Ngọt lắm. Ôi trời. Có nước nè, nước nè. Ngon ngọt, béo béo. Mọi gì rồi? Ốc nước không? Ốc nước không bệnh bệnh không? Mọi đi. Mấy anh em tập trung đây nè mọi người. Anh em uống miếng nước đi. Bây giờ mình đi vô anh kia. Anh kia sầu ca chỉ gắn cái này vô trong cái máy lặn, cái sầu ca lặn dưới bắt cá cho mọi người coi. Qua đó đó. Cú B, cú sen. Nãy mình hỏi người dân đây, người ta chỉ đây có bãi ốc ốc ngọc loại nhất mọi người. Nói gì súng ống như từ lua kiến hết trơn. Giờ mình sẽ qua bên đó rồi mình quay cho mọi người coi.
Ba chưa hết chặn, ba bí đây rồi. Bí đi. Ba bí đây đục mò. Lượng đáy xuống đục mò rồi. Để nó lắng. Ủa đâu này có nước chảy ra vậy anh sao ta? Lượng đáy. Trên núi này nè. Mạch nước nè. Rồi. Ok kìa. Nè, bao bao nó đợi tao nhúng nè. Nhìn thấy nó là nước chảy. Mấy cái miếng cao su tao tấn nha, phát một tràn bờ luôn. Nó tràn 2 mét. Trời ơi kìa. Để chặn nó bắn cái miếng này nè. Nè, anh lấy ra đi. Anh vô chặn nó, anh chặn nó xu qua lỗ rồi nó bích lè. Ốc đã chín chưa. Cái này cho ông B hỏi tắm hơn nữa luôn. Ở trên bờ thì mình cũng làm ốc xong nè anh em ơi. Đây luộc được mẻ nè. Nó sôi lên rồi đẩy nắp chắc ra. Chắc ra sóc lên cái là ra hết trơn hả? Không sóc là nó không ra luôn á. Nãy sóc ra cái ra hết trơn à. Giờ đi sóc luôn cái nè. Cái này nè. Đây. Và cái này là mình luộc còn 2 mẻ nữa nha. Đây quá đã rồi. Bắt đừng nhum. Chút xem mình làm nhum nướng luôn. Cá. Có cá mú nữa nè. Đây cá mú đây. Quá đã chưa. Quá phê luôn. Tiếng trắng. Khi mò xong nó được nhiêu vậy nè à, một nồi luôn em. Nó bự bự không, ống đây lồi to không à, quá trời một cái này nước hả? Chảy nước đó không vậy à, rồi giờ mình luộc từ nồi ăn mới hết chứ sao ăn hết nồi. Hóc đá từ lưa hết trơn. Rồi mình bê bắn mớ cá dưới kìa nè. Giờ nướng lên cái đồ này mình như chiến à, thành thì hôm nay bún giấy thành 2 cái à, sang thì với bê thì đây à, sang bê bằng dài sợ đạp rồi. Sang thì đang chiếc bông dừa để chùm sang hay lắm mọi người à, tôi chỉ là đầu bếp thôi chút ở chính đúng không, dưới này nóng dữ thần lắm, dữ than chứ mà. Cá đó là nướng chút là chín liền. Rồi sớm có ai đem muối theo không? Có, đầy đủ hết. Muối mà lúc nào cũng phải có trong vỏ. Lưng nó phát hiện được cái giếng cổ. Nó tính nhảy xuống nè. Thử độ sâu của nó. Lạnh hết rồi. Thành tác nghiệp đi Thành. Hello anh em. Ở đó đang nướng mà cái mẻ này chín trước mọi người. Đây là con sò tộ. Trời ơi. Ngon lành. Đây là con sò luôn. Nấy muối lên. Còn bự gì nè. Còn bự lớn nè. Tới là lại chim được rồi nha anh em. Thì muối này đâu phải muối mình. Muối mình đâu? Đây không? Cái này đừng là nước chấm rồi mọi người. Không có đem đi rồi. Muối này mặn chát rồi. Đây là cái cá mọi người. Con thì chưa lấy, đi. Lấy cái đó xiên luôn hả trời? Chia ra. Xiên mà nó luôn. Cá biển. Con bọc nổi nè. Cá này cá gì mình cũng không biết đâu nha anh em. Thì lặn dưới biển thì có cá gì ăn cá nấy anh em ơi. Cá giò. Thịt nó ngon.
cá này. Cao lấy quả trứng này luôn. Để mình thử thử nha các bạn. Cá biển. Quán có trứng. Thơm lắm anh em ơi. Tới ngọt mình mời anh em ăn với mình miếng cá nha anh em. Ngọt quá anh em ơi, ngọt dữ dằn thiệt, ngọt ha. Miếng cá này nè, mà sớm mình bắn khó mấy không? Đâu phải dễ không? Ăn xong cũng về luôn. Kết thúc clip đây luôn anh em ơi. Anh em xem clip thấy hay á thì cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi chào anh em nha. Hẹn anh em ở clip sau. Rồi thôi mình xin kết thúc clip đây nha anh em. Chú bê nướng cá nè mọi người. Nướng nó mỏng đá. Quá đẹp. Thơm. Thơm mà mấy con cá thật đẹp. Có trứng luôn à. Quá ngon mọi người. Em nồi ăn sinh tồn mùi đảo. Nóng. Con cá này, trứng nó mở nè. Chỉ cái vàng luôn. Không biết là cái gì, không biết tên gọi là cái gì. Cá biển. Người ta nói là cá biển. Cá biển kia biển. Cá biển kia cá biển cái gì? Cá bờ kia cá bờ, cá kia bờ hồng. Nó dễ. Có chính cái gì bạn? Hoa chính hay gì? Chính đấy. Đâu? Lấy cho thằng ấy nè. Chính chưa? Vuốt đi bạn. Đem đây nè. Nè. Đem nóng hỏi thôi. Đi hỏi đi. Mọi đứa mọi biết luôn. Đẹp. Đem được. Đem qua cho anh. Rồi đấy. Qua cho anh. Ok. Trời, muối đâu? Con muối đâu? Con muối tao. Bỏ xong cho con mi ăn bê. Đây ly muối. Để muối cho nghe. Đây. Thật nhiều không vậy? Đây 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 đây, muối đây. Mời mọi người, mình ăn xong rồi mình cũng kết thúc video luôn. Mọi người. Thịt cá nhiều dưới trời. Ừ. Bự quá chứ. Ăn ngon không? Ừ, ngon. Ngạc nhiên chưa? Cá thịt không? Ngon mà ngọt dữ dằn luôn á. Cái gì ta? Không biết con cá gì nữa. Chăn cá biển á. Mà hầu như mấy hôm nay mình ăn mình không biết con cá gì luôn. Nó ngọt. Mời anh em nha. Con cá nữa kìa. Đi. Cho anh thử con cá rô à. Cá rô nè. Cá rô đó hả? Ừ. Dạ con nãy anh ăn anh nói nó béo á. Ừ. Cá mú này nè. Ừ. Tôi nóng rồi cô tức ra. Dao cạo á. Trứng luôn nó bén. Ừ, bể cho mà. Sang ăn sang. Wow. Thịt tới thịt luôn, ăn đi ăn đi. Em mới ăn rồi. Cái này kêu bụng cái gì luôn không? Quả thì thịt, thịt không luôn. Nó nằm ở chỗ mấy gạn san hô nè. Mày anh bắn rồi đó. Nó cắn luôn á, nó hung dữ á. Ừ, cắn à. Em bắn cái nhìn em bơm còn được em nữa. Dạ. Ghê.
nó ngọt cá gô mình nhiều. Ơi em nhớ rồi, con cá này là ban đêm nó thấy bóng đèn nó chạy theo nè. Cá này nè. Nó mà 10.000. Rồi kết thúc video của mọi người. Thịt ăn như cái bóng kia bóng muối phải. Rồi, à, biết mọi người. Biết rồi.